Hey! Mưa mầm nữa hả? Tao cảnh báo mày mấy lần rồi. Hả? Tao nói mày sao? Tao muốn mày làm xong cái này. Sau khi đó, tao muốn mày biến mất. Cho mày trở lại con đường trước đây của mày. Mày vô dụng. Mày cứ nghe tao nói không? Vô dụng. Dám vô dụng.